Hưng Long năm thứ 22, tức năm 1314, vua Trần Anh Tông sau khi ở ngôi 21 năm đã quyết định nhường ngôi cho Thái tử Trần Mạnh và lui về làm Thái Thượng Hoàng ở Thiên Trường. Thái tử Trần Mạnh, tức vua Trần Minh Tông lên ngôi và là vị hoàng đế thứ 5 của triều Trần. Chấm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Nhờ ơn tổ tiên ở trên cao luôn dõi theo bảo vệ che chở nên Đại Việt ta trải nạn can qua, triều đình ngày càng vững mạnh, đất nước phú cường, nhân dân no ấm thái hòa. Nay chấm được phụ hoàng tin tưởng và giao trọng trách ở ngôi cao, tuổi trẻ chưa thấu tỏ việc dân việc nước, kính mong chư vị ái khanh đồng lòng giúp sức gìn giữ đại nghiệp của hoàng tộc, bảo vệ non sông gấm vóc Đại Việt. Tổ bệ hạ, chúng thần nguyện dốc lòng dốc sức vì triều đình, đó cũng là trách nhiệm của kẻ bề tôi. Bẩm bệ hạ, giặc Mông Nguyên ba lần đánh chiếm Đại Việt ta đều quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Nay giặc dữ không còn, nhưng vẫn cần cẩn trọng đề phòng, càng phải xây dựng quân đội mạnh. Lời quốc công trước khi nhắm mắt luôn nhắc nhở chúng thần đó ạ. Dĩ dân vi bản, dân có thể đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Có dân giàu thì nước mới có thể mạnh. Bởi vậy người làm quan chính là phụ mẫu của dân, phải thương yêu dân chúng như con của mình. Dạ, bệ hạ nói đúng ạ. Nay chấm đổi niên hiệu là Đại Khánh, đại xá toàn thiên hạ, tôn thượng hoàng là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế, tôn thuận thánh hoàng hậu là Thuận Thánh Bảo Từ Thái Thượng Hoàng Hậu. Khâm thử. Hoàng hư vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những việc chậm giao, các khanh làm tới đâu rồi? Khởi tấu bệ hạ, chúng thần đã lo đâu vào đấy cả rồi ạ. Vậy còn việc thúc đẩy giao thương và đắp đê phòng lũ thì sao? Bẩm bệ hạ, việc buôn bán giao thương ngày càng phát triển, nên kinh thành mỗi lúc càng đông hơn. Trang Vân Đồn lúc này là nơi sầm uất. Quan trấn giữ Vân Đồn đã cho mở rộng nhà chứa và kho hàng đó ạ. Dạ, còn việc làm kênh mương thủy lợi đã được các quan chuyên trách thực hiện khá tốt. Mấy năm nay mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho nên dân ta no đủ, không còn phải tha phương cầu thực xin ăn nữa. Tốt lắm. Thưa bệ hạ, có thư báo nhà Nguyên sang nước ta đã tới biên ải phía Bắc rồi ạ. Chậm mới nối ngôi nên các nước láng giềng tới viếng thăm, nhưng đó cũng là một động thái để dò xét nội tình nước ta. Vậy nên mọi biểu hiện của ta từ vua tới quan đều phải cẩn trọng, chớ để họ xem thường. Sau khi lên ngôi, vua Trần Minh Tông thi hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy canh nông, mở rộng giao thương. Đại Việt dưới thời Thượng Hoàng Anh Tông và vua Minh Tông được thái bình thịnh trị. Quốc sử ca ngợi vua Minh Tông là đấng minh quân, đem văn minh sửa sang đạo trị nước, tiếp nối giai đoạn thịnh trị của dòng họ Trần. Năm 1315, vua Trần Minh Tông đưa ra một chỉ dụ rất đặc biệt, đó là quy định cấm cha con, vợ chồng và nô tỳ trong cùng một nhà kiện cáo lẫn nhau. Chỉ dụ đặc biệt của vua Trần Minh Tông đã góp phần đáng kể trong việc giữ gìn trật tự gia đình. Đây cũng được xem là nền tảng cho sự ổn định của đất nước. Mấy năm qua, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no đủ, chấm lấy làm vui mừng lắm. Đúng là như vậy, đúng như vậy thưa hoàng hậu. Bội thu thật sáng suốt. Đúng là như vậy. Hình quan, khanh có điều gì phải lo nghĩ sao? Hình quan đại nhân, bệ hạ hỏi ngài kia. Bẩm bệ hạ, có hạ thần. Chấm hỏi khanh, có chuyện gì mà khanh như người mất hồn vậy hả? Bẩm bệ hạ, nơi thần quản hạt đang có một vụ kiện. Một thanh niên kiện người đàn ông ăn trộm dê, đã khiến thần chưa tìm ra hướng giải quyết sao cho hợp tình hợp lý ạ. Vụ án phức tạp, không có nhân chứng vật chứng, không thể tìm ra thủ phạm sao? Dạ bẩm, đã có đủ nhân chứng vật chứng, thủ phạm cũng đã nhận tội rồi ạ. Nhưng mà... Vậy thì mọi thứ đã sáng tỏ, còn điều gì khiến khanh chưa thể kết án? Dạ bởi vì nhân chứng là một thanh niên,
và thủ phạm chính là cha của anh ta. Nay con kiện cha, hẳn anh ta là một người ngay thẳng, chấp hành nghiêm pháp luật. Nhưng hành động tố cáo cha của người thanh niên cho thấy kỷ cương quá cứng rắn, mà cái hiếu phụ tử thật chẳng đáng gì. Đúng là khó cho Khanh rồi. Sự ngay thẳng của người con là rất tốt, nhưng lại khiến mối quan hệ phụ tử trong gia đình bị phá vỡ. Nếu đứa con biết chuyện mà can ngăn người cha, thì có phải sự ngay thẳng đó vừa giữ được hòa khí cha con hay sao? Dạ phải, thưa bệ hạ. Bởi gia đình chính là cái gốc, là nền tảng của đất nước. Nếu mối quan hệ gia đình không được coi trọng, thì ở tầm lớn hơn làm sao vững chắc? Điều đó làm thần chăn trở bấy nay mà chưa thể kết án được. Bánh chưng sai cả. Cáo thị gì vậy hả các chú? Là có chỉ dụ của vua ban đó các bác. Là chỉ dụ gì nói cho giả biết đi, giả không đọc được chữ. Vua có chỉ cấm cha con, vợ chồng và nô tỳ trong cùng một nhà kiện cáo lẫn nhau. Các bác nhớ nhá, vi phạm là phải chịu tội đấy. Nhà vua thật là sáng suốt. Cha con vợ chồng mà còn đi kiện cáo nhau thì còn gì là gia đình nữa, đúng không các bác? Rồi. Đấy, vua thật là sáng suốt. Chỉ dụ đặc biệt quy định cấm cha con, vợ chồng và nô tỳ trong cùng một nhà kiện cáo lẫn nhau khiến một số nhà nghiên cứu đời sau cho rằng điều luật này dung túng những sai trái diễn ra trong gia đình. Tuy nhiên, tiếp cận ở góc độ khác có thể thấy rằng chỉ dụ đã có phần đáng kể trong việc mang lại sự ổn định cho đất nước. Tháng 6 năm 1315, Đại Việt xảy ra đại hạn lớn. Tiếp theo là lũ lụt lại dâng cao, khiến cho vua Trần Minh Tông vô cùng lo lắng. Sự việc này đã khiến các quan đại thần trong triều gièm pha có ý đổ lỗi cho Trần Khắc Trung không làm tròn chức trách của một vị tể tướng. Trần Khắc Trung đã thẳng thắn nói rõ quan điểm về vai trò và chức phận của mình. Mẹ ơi, con đói lắm. Nước lũ ngày càng dâng cao. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì nguy mất. Thưa bệ hạ, chức vụ tể tướng trước hết phải điều hòa âm dương. Nay Trần Khắc Trung đại nhân giữ chức tể tướng mà không biết phối hợp đất trời cho khí tiết điều hòa, để đến nỗi mưa nắng trái thời, thế là làm quan không được công trạng gì sao ạ? Đấy, biết làm thế nào. Có khi ông ấy lơ đãng việc cung tế, làm cho các ngài nổi giận rồi đấy. Đúng rồi đấy, lỗi của một người mà làm cho muôn dân phải chịu khổ. Ta giữ chức tể tướng chỉ biết có sức làm những việc mà chức vụ phải làm, còn như hạn hán thì hỏi ở Long Vương. Khắc Trung ta đâu phải là Long Vương mà đổ tội được. Các khanh không tìm cách khắc phục thiên tai mà còn đổ lỗi cho nhau là sao? Nếu người làm quan như các khanh không ngày đêm mải miết yến tiệc, ngao du hưởng thụ mà lo đắp đập làm thủy lợi, coi dân chúng như chính con của mình, thì nay đâu cần phải lo lũ lụt. Khởi tấu bệ hạ, các quan địa phương phụ trách đê điều đã cho dân binh ngày đêm đắp đập chắn lũ, nên bệ hạ chớ lo lắng quá mà tổn hại long thể. Ngày mai trẫm sẽ đích thân đi giám sát việc đắp đê. Khanh hãy lấy một phần ngân khố để trợ giúp dân chúng vùng lũ. Đắp đê là việc nhỏ, đã có các quan hà đê sứ phụ trách. Việc này bệ hạ cứ để chúng thần lo, người cứ ở trong cung sửa việc đức chính là phúc cho trăm họ rồi. Bẩm bệ hạ, xin cho thần được thỉnh giáo vị đại nhân đây một điều. Chấm chuẩn tấu. Như đại nhân nói, việc đê điều là việc nhỏ, bệ hạ nên sửa đức chính. Vậy theo ngài, đức chính của người đứng đầu thiên hạ là gì, nếu không phải là chăm lo cho muôn dân? Lúc dân gặp nước lụt hoặc hạn hán, người làm vua cần phải cứu giúp ngay. Việc sửa sang đức chính không còn gì trọng đại hơn việc ấy cả. Chứ đâu cứ ngồi một chỗ cố giữ tinh thần thật vững mới gọi là sửa sang đức chính. Ý của tể tướng rất hợp ý chấm, cứ quyết định như vậy đi. Đồ đây. Kìa, ông đã lớn tuổi rồi, hãy ngồi xuống đó nghỉ ngơi đi. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, người hãy lên ngôi nhà kia ngồi đi, kẻo mưa ướt hết ạ.
Các người hãy mau ra giúp bà con đi. Bà con oằn lưng bê đất đắp đê còn không kêu. Chậm ướt mưa một chút đâu có xá gì. Trần Khắc Trung đã đưa ra quan điểm về vai trò của người đứng đầu đất nước trong việc chăm lo đời sống cho muôn dân. Quan điểm của ông mang ý nghĩa sâu xa, đó chính là triết luận thân dân sâu sắc, phương châm đúng đắn của những người đứng đầu đất nước. Năm 1317, nạn trộm cướp tại Thiên Trường bắt đầu nổi lên. Thượng Hoàng Trần Anh Tông sai hình quan Phí Trực mau chóng tìm ra kẻ đầu sỏ để làm yên lòng dân. Với cương vị của mình, Phí Trực đã hết sức cẩn trọng trong việc xử án, dẹp được nạn trộm cướp đang hoành hành. Lại thêm một vụ trộm cướp trên phố. Thiên Trường gần đây thật bất ổn. Kẻ nào to gan? Bẩm đại nhân, lại một vụ cướp nữa vừa xảy ra ở khu chợ phía Tây. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Văn Khánh ạ. Sao? Lại có cướp giữa đường, giữa chợ, giữa thanh thiên bạch nhật nữa hay sao? Loạn rồi, loạn thật rồi. Chúng thật không coi vương pháp ra gì. Hãy cho người vẽ lại hình của Văn Khánh dán khắp mọi nơi. Ai báo tin hoặc bắt được hắn, ta sẽ có thưởng. Dạ đại nhân. Ngươi hãy cho lính canh gác khắp các cổng ra vào của Thiên Trường. Ai khả nghi đều phải khám xét thật kỹ. Huy động thêm binh lính đi tuần tra ngày đêm trên các tuyến phố, ngăn chặn bọn cướp hoành hành. Ban đêm phải gõ canh nhắc nhở mọi người đóng cửa phòng trộm. Tuân lệnh. Bà con tránh ra nào. Quan phủ đã ra lệnh bắt, lại còn có tưởng cho ai bắt được hắn nữa. Chắc chắn không thể thoát được đâu. Đúng rồi, phải bắt cho bằng được. Không bắt được bọn trộm cướp này khổ lắm, dân ta còn khổ với chúng. Đúng rồi. Phải, còn khổ nhiều. Không bắt được lũ trộm cướp này, bọn chúng đang nhiên cướp trên phố như thế, quan phủ chúng đâu coi ra cái gì. Đúng rồi đấy. Nếu Huỳnh nhìn thấy chúng ở đâu thì phải báo ngay cho quan, nghe chưa? Bẩm thủ lĩnh, nguy rồi. Quan phủ ra lệnh thì bắt thủ lĩnh. Thủ lĩnh à? Tướng là có chuyện gì? Ta mà sợ quan phủ thì đã không ngồi ở đây. Nào uống đi. Nhưng cái gì? Sao mà ngươi nói như gà mắc tóc vậy hả? Quan phủ đã dán cáo thị khắp nơi, có vẽ hình thủ lĩnh và còn ban thưởng cho ai báo tin bắt được thủ lĩnh à? Để xem đứa nào to gan báo tin ta với quan phủ. Không sợ cả nhà về chầu Diêm Vương hay sao? Thủ lĩnh, chúng ta có cần cẩn trọng hơn không ạ? Người cũng sợ nữa hả? Đúng là không thể coi thường quan phủ. Nhưng chúng thể làm gì được ta? Các người hãy làm theo ta nói đây. Dạ. Bẩm đại nhân, đã bắt được Văn Khánh rồi ạ. Vậy sao? Tốt lắm. Trên cương vị là quan phụ mẫu của dân, việc cẩn trọng trong xử án để đúng người đúng tội là điều vô cùng quan trọng. Câu chuyện xử án của hình bộ lang trung Phí Trực sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem ở phần sau. Bằng kinh nghiệm xử án và nhãn quan của người cầm cân nảy mực giám sát thực thi pháp luật, hình bộ lang trung Phí Trực từng bước tìm ra chân tướng sự thật của vụ án Văn Khánh. Sự cẩn trọng của một người mang trách nhiệm lớn như Phí Trực đã góp phần giữ công bằng, bình yên cho đời sống xã hội Đại Việt. Người có phải là Văn Khánh không? Thảo dân chính là Văn Khánh. Thảo dân chính là người hành nghề trộm cướp bấy lâu nay. Thảo dân biết tội rồi. Thảo dân xin được chịu hình phạt ạ. Thôi được. Bãi được. Đưa tên Văn Khánh vào đại lao, chờ lấy thêm chứng cứ sẽ thẩm vấn tiếp. Bãi được. Văn Khánh là tên đầu sỏ của một đám cướp hung hãn. Không thể nào hắn dễ dàng bị bắt rồi lại nhanh chóng khai ra mọi chuyện như vậy. Hẳn là có gì đó khuất tất chăng?
Bẩm đại nhân, thượng hoàng tới ạ. Thần khấu kiến thượng hoàng. Miễn lễ. Mời thượng hoàng ngự ạ. Trẫm nghe nói khanh đã bắt được Văn Khánh, cớ sao không xét xử hắn ngay để yên lòng dân chúng thiên trường mà còn chần chừ chậm trễ như vậy? Dạ bẩm thượng hoàng, đúng là đã có người tới công đường tự nhận là Văn Khánh, nhưng thần thấy có nhiều điều nghi vấn chưa được sáng tỏ nên chưa xét xử ạ. Hắn đã nhận tội rồi thì còn điều gì chưa sáng tỏ? Nếu không phải là tội phạm bị truy lùng khắp nơi khiến hắn sợ hãi thì cớ gì hắn lại nhận tội trước khanh đây? Khởi tấu thượng hoàng, mạng người là quan trọng, huống hồ có ai là người không ham sống sợ chết. Văn Khánh là tên đầu sỏ trộm cướp, ắt hẳn gan hắn rất to, không dễ gì bắt được hắn trong một sớm một chiều. Đã vậy, người xưng là Văn Khánh kia không khảo mà khai, chứ chưa nói tới việc dùng hình. Theo kinh nghiệm làm án bao năm của thần, đây hẳn có điều mờ ám, nên thần xin thượng hoàng cho thần thêm thời gian để xử đúng người đúng tội, kẻo giết nhầm người vô tội. Khanh là quan phụ mẫu, làm việc cẩn trọng như vậy trẫm rất mừng, nhưng phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm để dân chúng yên tâm. Thần tuân lệnh. Đánh nhau kia, đánh nhau rồi, chạy đi. Đây có phải là Văn Khánh không? Dạ thưa đại nhân, thuộc hạ không dám chắc cả. Có đúng hay không, ngày mai lên công đường sẽ rõ. Khanh làm tốt lắm, cuối cùng Văn Khánh thật cũng đã bị bắt, người dân thiên trường được ăn ngon ngủ yên rồi. Bẩm thượng hoàng, đó là bổn phận của thần à, đã để thượng hoàng phải bận tâm rồi à. Xét thấy Phí Trực thực sự có công trong việc thực hiện chức trách của mình, thượng hoàng Trần Anh Tông đã bổ nhiệm ông giữ chức An Phủ Sứ Thiên Trường. Chính những vị quan thanh điêm cương trực như vậy, một phần đã góp sức mình vào việc thắt chặt kỷ cương trật tự cho cuộc sống của muôn dân thái hòa no ấm. Trong 21 năm tại vị, Trần Anh Tông là một vị vua anh minh sáng suốt với nhiều chính sách giúp đất nước thay đổi diện mạo mới sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Đến khi nhường lại ngôi cho con là Thái tử Mạnh, thượng hoàng Anh Tông để lại nhiều bài học trị nước vô giá cũng như những quan điểm triết lý sâu sắc về cuộc sống. Thượng hoàng sao rồi? Bẩm Thái hậu, Thái y nói sức khỏe của thượng hoàng ngày một yếu đi ạ. Thái y đã cho thêm sâm ngọc linh vào trong đơn thuốc của thượng hoàng rồi, nhưng... Thượng hoàng, người hãy mau khỏe. Hoàng nhi cần người bên cạnh để trị vì giang sơn đất nước. Bệ hạ, phụ hoàng của con, ta nghĩ là con phải chuẩn bị tinh thần đi. Con hiểu, phụ hoàng bệnh tới nay cũng nhiều ngày mà không thuyên giảm. Có điều, con không nghĩ phụ hoàng lại... Ta sẽ mời sư Phổ Huệ tới chùa Phổ Minh mở hội quán đình cho phụ hoàng của con. Này thượng hoàng đã rất yếu, thời gian không còn nhiều nữa, nên ta mời đại sư tới đây mở hội quán đình. Và đặc biệt, đại sư hãy phổ độ cho thượng hoàng trước lúc lâm chung, để ngài ấy được ra đi thanh thản. Nam mô A Di Đà Phật. Bần tăng sẽ làm hết sức mình. Thượng hoàng vốn là một vị vua anh minh sáng suốt, một đời vì dân vì nước, nên khi về nơi cửu tuyền sẽ được viên mãn đó ạ. Thượng hoàng, thiếp đã mời đại sư Phổ Huệ tới đây để hầu chuyện thượng hoàng. Bần tăng là Phổ Huệ, khấu kiến thượng hoàng. Đã vất vả cho đại sư rồi. Bẩm thượng hoàng, bần tăng đã cho lập đàn cầu khấn trời đất, mong thượng hoàng sẽ khỏe lại. Sống chết là lẽ thường ở đời, quy luật của vạn vật trên đời đều có sinh tồn hủy diệt, con người ta sống hay chết cũng phải tuân theo quy luật ấy.
Ta tự biết bệnh trong người vốn chỉ là điểm báo đã tới lúc ta về với các bậc tổ phụ mà thôi. Có gì phải cầu khẩn? Trần sao âm vậy? Là Thái Hậu và Bần Tăng mong muốn dù có tới lúc Thượng Hoàng phải rời khỏi thế gian, ở nơi Cửu Tuyền người được mát mẻ, không phải ưu phiền, không phải vướng vấn nơi trần thế. Sau khi ta chết, bệ hạ có sai bảo gì thì các đại sư cứ việc làm. Còn như chuyện sau khi chết thì sư cũng chưa chết, làm sao biết mà nói chuyện sinh tử với ta. Là thiếp muốn đại sư... Ta hiểu. Ta chỉ cần sau khi ta chết, nàng hãy hóa tất cả các tập thơ phú bút tích của ta để ở nơi suối vàng, ta vui thú với thơ ca nhạc họa. Như vậy là ta mãn nguyện rồi. Khi phải đối diện với chuyện sống chết, Thượng Hoàng Anh Tông vẫn bình thản, không chút lo lắng băn khoăn, bởi ông hiểu được đó là quy luật của tạo hóa. Trong suốt thời gian cầm quyền của mình, Thượng Hoàng Trần Anh Tông đã để lại nhiều bài học về việc cai trị đất nước vô cùng sâu sắc, đặc biệt là việc ban chức tước cho các quan trong triều. Bởi vậy, Trần Anh Tông đã tạo dựng được lòng tin đối với quần thần và muôn dân. Hôm nay, sức khỏe của Thượng Hoàng thế nào rồi? Dạ bẩm bệ hạ, bệnh tình của Thượng Hoàng có vẻ xấu đi so với hôm qua rồi ạ. Sao lại xấu đi? Các người ở đây chỉ có việc trông nom chăm sóc Thượng Hoàng mà cũng không xong. Có muốn chấm trị tội không? Thái y đâu? Thưa bệ hạ, Trần Thái y mới bắt mạch cho Thượng Hoàng xong, vừa rời đi sắc thuốc rồi ạ. Phụ hoàng thấy trong người thế nào? Bệ hạ sao không thiết triều nghị sự mà lại tới đây? Nhi thần tới thăm phụ hoàng. Mọi việc trong triều nhi thần đã thu xếp ổn rồi. Phụ hoàng, người hãy mau khỏe lại. Bệnh tình của ta ra sao ta biết, bệ hạ chớ lo lắng mà chảnh mảng việc nước. Dạ thưa phụ hoàng, con còn trẻ người non dạ, việc triều chính còn nhiều bỡ ngỡ, chưa được tỏ tường nên con... Khi xưa ta nối ngôi cũng là lúc tuổi còn trẻ như bệ hạ bây giờ, là bởi phụ hoàng ta đã dạy dỗ ta rất nghiêm cẩn, cộng với đọc sách thánh hiền và quan sát đời sống người dân thường xuyên. Là thiên tử đứng trên muôn dân, phải lấy cái lợi của xã tắc làm trọng. Trước đây khi mới lên ngôi, ta cũng mải chơi, tuổi trẻ không tránh khỏi nông nổi. Có lần ta uống rượu xương bồ say khướt, khiến phụ hoàng ta giận dữ. Hôm đó may mà có Đoàn Nhữ Hài thay ta dâng biểu tạ tội nên phụ hoàng mới bớt giận. Từ đó về sau ta không còn uống rượu say nữa. Đúng vậy, từ nhỏ tới giờ nhi thần chưa hề nhìn thấy phụ hoàng uống rượu. Còn nhớ lúc đang tại vị, tuổi trẻ nối ngôi báu chưa biết cân nhắc đúng sai, ta hay ban quan tước cho các bề tôi mà không xem xét kỹ lưỡng tài năng và phẩm hạnh của họ, khiến cho triều đình nhiễu nhương. Phụ hoàng biết được đã trách phạt ta. Sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế? Bệ hạ, người làm vua đứng đầu thiên hạ phải biết cân nhắc kỹ lưỡng, cái gì lợi cho dân cho nước thì làm, phải biết coi dân là gốc. Dùng bề tôi liêm trực cũng rất quan trọng để dân giàu nước mạnh. Phụ hoàng, những lời người dạy nhi thần luôn khắc cốt ghi tâm. Vậy thì ta yên tâm rồi. Với những người đứng đầu thiên hạ thì việc biết sai và nghiêm khắc sửa sai là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt với việc ban chức tước cho các quan trong triều. Trong suốt thời gian tại vị của mình, vua Trần Anh Tông đã làm được việc đó và để lại những bài học sâu sắc cho các vị vua kế nhiệm về sau.